Kênh YouTube Bonsai Lại Nguyên thân ái mến chào tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn nha. Xin chào lời. Hồi mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đang xem kênh Bonsai Lại Nguyên. Hôm nay thì tiếp tục hôm nay cũng giới thiệu bà con mình một số món đồ nha. Thì cũng như là những mặt hàng đồ phong thủy, đồ gốm, đồ đồng, đồ thờ cúng nha bà con. Và có một bộ trên thờ để giao lưu cho bà con của mình qua số điện thoại game 0772877278. Và em cũng xin chân thành cảm ơn bà con mình ủng hộ em những cái clip vừa qua nha. Thì đầu tiên mã số 1C. Đây là một cái bộ tranh nha bà con, một bộ tranh thờ Cổ Huyền Khắc Tổ nha. Ở bên trên là ba chữ Đức Lưu Quang và bên dưới là Phúc Lộc Thọ. Đó, và hai câu đối hai bên. Đó, bà con mình xem nha. Ở bên dưới và bên dưới là bốn chữ, bên dưới là Cổ Huyền Khắc Tổ nha bà con. Đó, được khảm ốc Singapore rất là đẹp nha. Ở và hai bên cũng là hai câu đối. Đó là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh nha, Tử Hiếu Tôn Hiền Dạng Đại Vinh. Đó, khi đi em cũng sẽ dán kèm những cái câu dịch cho bà con của mình theo hết, cho bà con mình về mình dễ hiểu nha, đó, và dễ biết hơn. Đó, gỗ thì hàng sạch sẽ nha bà con, đó, ốc thì khỏi chê rồi. Đó. Chanh nếu mà em đo tổng cái chiều dài, chiều cao lên khoảng 150 nha, tầm 155 đó nha bà con, đó, tầm khoảng đó nha. Còn chiều ngang tổng luôn đó là khoảng 1m04, đó, và chiều ngang cái miếng giữa là khoảng 46 nha. Đấy, hàng liền lạc cầm tích hết toàn bộ, không hề bị lỗi lầm. Đó, về bà con của mình hình dung được kích thước đó, bà con mình có thể mình treo lên nó cho vừa không vừa chỗ nha. Đây, mặt gỗ phía sau lưng đây, hàng thì bà con mình cứ yên tâm về kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng giùm em nha. Đó, có vấn đề gì thì cứ liên hệ bên em, bên em xử lý cho bà con của mình yên tâm hết nha. Thì bộ này em giao lưu bà con của mình giá 16 triệu nha. Đó, 16 triệu đồng nha bà con. Ốc thì em bao ốc tốt, ốc xịt cho bà con của mình luôn nha. Đó, ốc rất là đẹp, bà con mình cứ yên tâm khi về kiểm tra hàng. Rồi, mã số 2C, em có về được một cái bộ cuốn thư. Đây, bộ này thì nó gồm có 8 món nha, 2 đôn, 1 bàn và 5 ghế. Ghế thì có 4 cái ghế dừa và một cái ghế dài nha. Đó, một cái ghế rất là dài. Chất liệu của nó là gỗ gõ nha, hàng này nói chung là hàng quế. Đó, hàng này tuổi đời cũng tầm là từ 2-30 năm. Đó, rất là đẹp nha. Đây, chiều cao của cái bàn thì em đo lên tới là 70. Chiều ngang của bàn là khoảng 58 nha. Đây, tổng cái chiều dài của bàn này là khoảng 115. Đó, hàng thì miếng lá giữa nó liền lạc nha. Đó, rất là đẹp nha bà con. Hàng thì bà con của mình xem chạm đục chi tiết, hàng đục thủ công. Đó, đục thủ công tay nha. Chân là chân thiên nga. Đó, con mình xem giùm em. Đôn thì có 2 đôn. Này 2 đôn cũng rất là nhìn nó đơn giản thôi nhưng mà nhìn nó rất là lịch lạc và rất là đẹp nha. Đó. Này rất là trang hoàng. Với chiều cao của đôn đo là 64. Chiều dài đôn là 42 nha. Tổng cái chiều ngang của đôn thế này là khoảng 32. Đó, hàng cũng sạch sẽ hết nha. Đó, bà con mình xem chân là cũng là chân thiên nga. Bên dưới là có cái kệ bà con mình có thể để đồ được luôn, hoặc là trên mình kê đồ chân đồ nha bà con. Đó, băng ghế dài của bà con của mình xem. Nó liền nguyên một tấm, người ta làm như kiểu là một cái cuốn sách, như cuốn thư vậy đó nha. Đó, rất là đẹp. Băng ghế dài thì nói chung cũng khá rộng, mình ngồi cũng có thể được 2-3 người. Đó. Với chiều cao của băng ghế này em đo là nó khoảng 93, 93 nha, phần vựa lưng luôn đó nha. Tổng cái chiều dài của cái ghế em đo phủ bì luôn là 118. Đó. Còn chiều rộng phủ bì ra là nó khoảng 47 nha. Từ vị trí mặt đất trở lên là nó khoảng 43. Đó, hàng cũng sạch sẽ hết nha, miếng giữa cũng liền tấm. Đó, bà con mình xem giùm em nha. Đó, chạm đục chi tiết hoa văn từ mặt trước tới mặt sau luôn. Đó, bằng ghế nhỏ thì bà con mình xem, ghế nhỏ cũng rất là rộng nha bà con. Chiều cao cái ghế này em đo là khoảng 89 nha. Chiều ngang hai cái phần vựa tay này luôn, phủ bì là khoảng 63. Đó, lọt lòng ra là nó lên tới 45 nha. Đó, rất là đẹp. Đây, chạm bà con mình xem nha. Đó, chuẩn hàng quế nha bà con. Đây. Đó, nhưng mà tuổi đời nó không phải hàng cổ, hàng xưa thôi, cũng từ 2-30 năm thôi nha. Đó, gỗ gõ làm tích, mấy cái phần lá giữa lưng này đều liền lạc hết nha, liền lạc hết, người ta chọn mình cuốn sách cũng thử đó. Nếu bà con mình có nhã ý thì các bạn Zalo để bên em hỗ trợ và tư vấn cho bà con của mình xem thêm nha. Đó, vì nhiều khi những món hàng lớn mình xem không có đầy đủ chi tiết hơn thì bộ này em giao lưu với bà con mình giá là 39 triệu nha. Đó, 39 triệu. Bộ này gồm có 8 món nha, 2 đôn, 1 bàn và 5 ghế nha bà con. Đó, 39 triệu là em đã bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha. 4 ghế nha anh. 5 ghế, 2 đôn và 1 bàn, 8 món nha. Rồi, mã số tiếp theo 5C là 3C xin lỗi. 3C là một bức tranh nói về tích đồng quê nha bà con. Nói về tích quê hương. Đó, quê hương là
của những đứa trẻ nô đùa nó chăn trâu ở dưới gốc cây đa nha, rất là đẹp, chất liệu gỗ gõ ốc màu vàng chanh theo thời gian. Đó, bà con mình xem giùm em nha. Đó, bức này nói chung là được chạm chi tiết luôn nha bà con. Đó, chiều cao thì em đo nó lên tới khoảng là 40, nó tầm 41 đó nha. Chiều tổng chiều dài là khoảng 81, dày cái khung chanh này thì nó khoảng là 3 phân, chiều dài là 81 nha, miếng giữa liền tấm. Đó, bà con mình xem nha. Đó, quê hương là những cái nô đùa, nơi nô đùa mình tưởng nhớ lại cái ngày xưa nha bà con. Đó, bức này em giao lưu là giá 2,4 triệu thôi nha. Đó, 2,4 triệu, chiều dài 41, ở xa 81 nha, cao 41. Còn bức bên đây mã số 4C, bức này thì nó to hơn. Đó, nó cái tích nó cũng là quê hương, nó cũng mà nó lớn hơn nha, xung quanh gì người ta cũng khảm ốc luôn. Đó, những cái dây nho rất là đẹp. Đó, cây đa đầu đình, những cậu bé nô đùa và những người nông dân đang cày cấy nha. Đó, bà con mình xem giùm em. Hàng miếng giữa thì cũng liền lạc luôn nha bà con, mà giá nó cũng khá mềm luôn. Chiều cao em đo là khoảng 48 nha. Đó, giống chiều dài này em đo là 1m08, chiều dày khung chanh lên tới là 3,5 phân, gần 4 phân nha, miếng giữa liền tấm. Đó, rất là đẹp. Hàng này nói chung là cũng từ 30-40 năm, vì người ta đeo treo thời gian 5 tháng á, nó lên màu lên nước đó nha bà con. Đó, bức này em giao lưu là giá 3,5 triệu thôi nha, 3,5 triệu. Rồi, mã số 5C này là một cặp chanh. À, nói về đây là cặp chanh này là tô son vẽ vàng nha. Nó nói về hai chữ Phúc và Đức. À, nó lên một, cũng là một cái chữ hiếu đó, của những người con nha. Mà mình sưu tầm về mình tặng cho những người và ông bà lớn tuổi của mình, rất là ý nghĩa nha bà con. Đó, bên dưới là hai câu thơ nói lên chữ hiếu nha, là thương cha xuôi ngược giữa dòng, mẹ yêu tất tả gánh gồng nuôi con nha. Đó, rất là hay và ý nghĩa. Đó, chanh là gỗ gõ nha, được tô son thiết vàng. Với chiều cao em đo là 1m07, chiều ngang mỗi bức như thế này là khoảng 28 nha, gần 29 luôn á. Dày khung chanh là 2 phân. Đó, hàng là liền nguyên tấm nguyên khối, chạm đục là chạm nổi luôn. Đó, cùng xem giùm em nha, liền lạc hết. Đây, một cặp này em giao lưu với bà con của mình giá là 5,3 triệu, 5,3 triệu thôi nha, bao ship tận nhà cho bà con của mình và bao kiểm tra hàng luôn. Rồi, mã số tiếp theo đây là 6C nha bà con. Em có về được nguyên một bộ chén. Đấy, một bộ chén, hàng này là hàng Tàu nha, cũng 20-30 năm, được bọc đồng rồi nha bà con, nhưng mà hàng thì không hề bị tóc chó hay nước mẻ. Về hàng này thì em đã lựa hết rồi. Đó, chuẩn cho bà con của mình, vẽ chim phượng rất là đẹp nha, hàng vẽ tay. Đó, bà con mình xem giùm em, được bọc đồng luôn nha. Đó, bên trong vẽ bên trong và bên ngoài. Đó, chén thì nếu mà em đo đường kính mỗi cái nó lên tới khoảng là 11 đi. Đó, và chiều cao lên nó là khoảng là gần 6 phân luôn nha. Đó, rất là dày dặn và cứng cáp luôn nha bà con, bọc đồng toàn bộ hết. Đó, bộ này thì gồm có là 9 cái nha, 9 cái nha bà con. Đó, em giao lưu với giá bà con mình là chỉ 1 triệu thôi nha. Đó, 10 cái xin lỗi, 10 cái nha là 1 triệu đồng, chạy nhầm, một cái như thế này chỉ có 100k thôi. Đó, nguyên một bộ như thế đó nha, hàng này sưu tầm nói chung cũng rất là hiếm, rất là ít cho bà con. Đó, rất là ít là nó được mà nguyên một bộ, đủ tụm lê của nó. Đó, bà con mình xem giùm em nha, rất là đẹp, nhưng mà hàng thì em bao lần tết giờ liền lạc nha. Rồi, mã số tiếp theo là 7C. Đây em có là một hai tác phẩm này thì cái này là bình voi nha bà con. Thường người ta để voi ngày xưa vô, mình để voi vô cho những cái người người ta xài sử dụng voi nha. Đó, cái này thì tích người, nhưng mà hàng này mình về mình trưng decor rất là đẹp nha. Hàng này là gốm chu đậu nha. Đó, gốm chu đậu cũ nha bà con. Đó, chiều cao em đo là khoảng 30. Đây, cái hoành bụng thế này là 51 nha, rất là già nha bà con, vì cái lò chu đậu ngày xưa nó nghỉ cách đây khoảng mười mấy hai chục năm rồi nha. Đó, bà con mình xem mà mình cũng biết cái loại gốm này. Cặp bình voi này em giao lưu giá 800.000 nha, một cặp nha bà con, nó 800.000 thôi nha. Rồi, mã số 8C, đây là một bộ ấm trà. Hàng này là hàng cũng hàng Tàu luôn, nhưng mà hàng gần đây chứ không phải hàng cổ hàng xưa nha. Đó, bà con mình xem, mang một bộ ấm trà và khay trà 6 cái ly. Đấy, con mình xem cái này là mình dùng để nó gõ nước xuống nha. Đó, con mình xem đây, trôn đế này nha bà con, vẽ hình vẽ tay luôn, mặt bích sau lưng luôn. Đó, cái này là một cái thố mình có thể mình xài sử dụng riêng vẫn được. Đường kính này là khoảng 21 nha. Đó, cái này mình dùng mình đạm riêng, mình đựng trái cây làm những được, hoặc là để nguyên bộ của nó thì rất là đẹp và sang đây. Đó, nguyên bộ như thế này nha. Đó, hàng này về vệ sinh sạch sẽ là mình xài sử dụng thôi nha. Bộ này em giao lưu là giá 1 triệu đồng nha bà con, 1 triệu đồng nha. Rồi, đến với mã tiếp theo là số 9. Em có đây là một cái bàn tính hàng Tàu xưa nha. Đó, hàng này là chuẩn nha bà con, chuẩn là hàng Tàu.
từ 40-50 năm chứ không dưới nha. Những cái hàng này những cái người Tàu hồi xưa hơn hay xài sử dụng mấy cái hàng tính bản tính này nha. Đó. Chiều dài tổng em đo 42, chiều ngang hũ bì là 14, chiều dày của nó lên 2 phân nha. Nó được khảm những cái đồng tiền, mặt đồng tiền luôn đây nha. Đó, bà con mình xem giùm em. Đây lành tích hết nha. Đó, bộ này thì em giao lưu với bà con mình giá là 1.1 triệu nha. 1.100.000. Rồi mã số tiếp theo số 10. Đây em có một pho tượng Đức Phật A Di Đà nha. Đó, bà con mình quan hỷ. Đó, tượng đồng vàng luôn nha bà con. Đó. Tổng cái chiều cao em đo là khoảng là 59 nha, tầm 60. Đó, hoành đế như thế này thì là khoảng 75. Nặng là 8 kg lần nha bà con, 8 kg bà con mình hữu duyên. Đó, mình thỉnh tượng Phật về đầu năm mới nha. Đó, nhà cửa mình là ấm áp luôn nha bà con. Đó, đây mang đến điều sự may mắn và tốt lành. Đông đế đó nha. Đó, đế bụng. Tác phẩm này em giao lưu là giá 4.8 triệu nha. Đó, bà con mình hữu duyên. 4.800.000 nha, nặng 8 kg. Rồi, mã số tiếp theo 11. 11 thì em có một cặp bình. Đó, một cặp bình đồng tích tứ quý nha. Đó, Tùng Trúc Cúc Mai. Ở trên là có hai chữ Phúc và chữ Thọ nha bà con. Đó, Phúc là chữ Lộc. Đó, Phúc Lộc nha. Đó, đồng thì bà con của mình đồng bình cặp bình này đặc biệt là bên trong không hề có ba giới hay xi măng luôn. Đó, bà con mình xem nha, rất là đẹp nha. Đồng là đồng nguyên khối luôn nha. Hàng này là hàng cũ cũng theo thời gian nha bà con. Đó. Với cái chiều cao này em đo lên tới 49, đường kính miệng là khoảng 16 nha. Hoành bụng này là khoảng 58. Đó, cặp này cũng khá nặng nha. Đôi này em giao lưu bà con của mình giá là 8 triệu đồng nha bà con. Đó, khảm nổi là Tùng Trúc Cúc Mai. 4 mùa xuân hạ thu đông nha. 8 triệu đồng bao ship toàn quốc cho bà con của mình. Mã số 12 là một cặp bình củ tỏi nha. Cặp này là tích thuận bờm xuôi gió cho bà con, cũng là đồng cũ luôn nha. Đấy, bên trong thì bình này thì nói chung có ba giới. Đó, hàng thì có sao thì em báo cho bà con mình vậy nha. Bên trong bình có ba giới nha. Bình khá dày và nặng nha bà con. Đó. Chiều cao em đo là 32, đường kính miệng 10 phân và hoành bụng bình là khoảng 60 nha. Đó, dày dặn cứng cáp rất là nặng. Đó, bà con mình xem nha, chôn đế một kiện đầy đủ. Đôi này có giá là 4.5 triệu nha. 4.500.000. Rồi đến với mã số 13 là một cái bình Phúc Lộc nha bà con. Bình Phúc Lộc củ tỏi tích kim hoa rất là đẹp nha. Đó, bà con mình xem đều đắt nổi hết. Với chiều cao em đo là 39, đường kính miệng 12 và hoành bụng bình là nó khoảng 103. Đó, hàng không hề lỗi lầm mang gạn nha. Hàng này nói chung tuổi đời theo năm tháng cũng chừng 20-30 năm đổ về thôi chứ không phải cổ lắm đâu nha. Đó, bà con mình xem giùm em. Cái bình này có giá giao lưu là 1.500.000 nha bà con. Bình này nói chung khá to nha. Đó, bà con mình xem giùm em nha. Em ôm lên thì bà con của mình cũng biết rồi, rất là to nha bà con. Đó, 1.500.000 là em bao ship tận nhà, bao kiểm tra hàng nha. Giờ đây cũng là tác phẩm cuối clip hôm nay. Bonsai Long Nguyên cũng xin mến chào bà con nha. Thì bên em cũng còn rất là nhiều loại mặt hàng. Bà con mình có nhu cầu cần những mặt hàng sưu tầm những loại hàng gì, cổ gì thì cứ liên hệ bên em. Bên em sẽ đầy đủ và sẽ kịp tìm cho bà con của mình đều có hết luôn nha. Đó, rất mong bà con mình ủng hộ. Xin kính chào và hẹn gặp lại ạ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại với bà con của mình vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh YouTube Bonsai Long Nguyên chúng em nha.